Rồi, chào mừng tất cả mọi người đến với đọc cấu hình backup và recovery cơ sở hiệu. Thì cái bài này liên quan đến cấu hình, các tham số. Có một số cái tham số cấu hình thôi, nó không nhiều đâu. Mình cấu hình FRA này gọi là Fast Recovery Area để cho giới hạn cho ví dụ vùng FRA của mình là bao nhiêu GB chẳng thế. Và định kỳ nó xóa cái lốc như nào. Rồi mình cấu hình cái control file là sao cho nhiều cho control file, ít nhất hai control file nhé. Bởi vì nếu không có control file thì mình không bật database, không biết được cái nó là file để nó định nghĩa cái đường dẫn của relocation mà, đường dẫn của cái data file của mình mà, không có không biết được. Không biết ở đâu một lần để mà bật lên. Đấy, thì cái file này là file rất quan trọng. Rồi cấu hình nhiều cái relocation và bật cái chế độ cái lốc. Thì tí nữa mình sẽ hiểu là cái lốc nó tác dụng như nào và database không có cái lốc thì khi nào, tại sao người ta lại bật lâu cái lốc, thì nó có cái chức năng của nó, có lý do của nó nhé. Cấu hình về việc cái việc khôi phục dữ liệu ấy thì chúng ta đảm bảo những cái tiêu chí sau này. Thứ nhất là có cái lịch backup. Cái lịch backup này thì nó sẽ là định chúng ta sẽ làm cho định kỳ hàng ngày. Hàng ngày ở đây ví dụ như là một ngày mình có thể backup hạ full hoặc là incremental. Thứ tư thứ bảy mình cho full hoặc là các ngày còn lại cho incremental. Thì cái này thì thông thường hiện tại bây giờ mọi người hay dùng cho cách làm đặt bằng cron tab của OS. Đấy thì tí đến cái bài liên quan đến backup thì thầy sẽ gửi cho mọi người cái script để mọi người về cài đặt trên hệ thống trên OS. Trên OS Linux hoặc Windows. Nhưng mà thường Linux là nhiều đúng không? Rồi cấu hình nhiều cái control file này. Rồi cấu hình nhiều cái relocation group và mỗi một member của nó. À mỗi một group thì có nhiều member, thông thường là có lớn hơn bằng 2. Đấy thì đảm bảo nó an toàn nhé. Thì bài trước mình đã hiểu được cái relocation nó quan trọng như nào rồi, không có nó sẽ làm cho mình mất mát dữ liệu. À, ví dụ như là các hệ thống online thì từ 18 giờ đến bây giờ là 21 giờ bao nhiêu đấy, nó nhiều khi nó vẫn có giao dịch. Mà nếu mà sử mất thời điểm đấy thì nhiều khi là mình phải nhập lại, nhiều khi dụ giao con giao dịch viên phải nhập lại dựa vào các cái giấy tờ đăng ký của khách hàng nhập lại thông tin đấy hoặc lấy lại từ nguồn nào khác nhận. Thì rồi chúng ta lưu trữ cái log để nó được lâu dài. Bởi relock nếu mà sử mình đặt chế độ lâu ở cái lock nhá thì nó sẽ bị ghi đè lên đúng không? Dụ cái mình chu kỳ là khoảng 3 4 tiếng là nó ghi đè lên rồi thì dữ liệu cũ hơn nó không còn. Thì thông thường các hệ thống enterprise thì thường là có hình ở cái lock hết. Thì Oracle nó có một cái FRA, tất nhiên là cái này thì cũng không khuyên cả không không phải bắt buộc sử dụng. Nhưng mà nếu mà dùng thì cũng được. Không dùng thì cũng chẳng sao cả. Đấy. Thì cái FRA này là cái mà Oracle khuyến cáo để có thể là để quản lý cái vùng backup. Trong đó nó có hai tham số quan trọng là DB Recovery File Desk là cái nơi lưu trữ, ví dụ mình đặt là D group data hoặc là U01, U02 đấy đúng không? U02 xong là backup gì đó hoặc là thư mục backup. Rồi cái thứ hai là size của nó. Ví dụ như là mình có cái U02 là một T chẳng thế, mình cho cái backup liên quan đến nó là 600 GB thôi. Còn là 400 GB mình dùng công việc khác, mình giới hạn này nó. Thì giới hạn đấy thì sau này giả sử nó thiếu nó sẽ báo lỗi. Đấy, phải chú ý. Rồi cái FRA này lưu thứ nhất bản backup là một này. Ơ cái lốc này. Flash backup là khi mình bật cái chế độ flash của database ấy. Rồi nó lưu cái control file thứ hai và relocation thứ hai của mình. Tức là cái control file và relocation ấy thì bình thường mình lưu cái vùng chứa dữ liệu rồi. Thì bây giờ là nó có cái FRA này mình lưu cái phần thứ hai này vào đây thì nó an toàn. Rồi mình cho nó xoay vòng ví dụ 7 ngày hay 10 ngày gì đó. Thì nó cứ xoay thế nó xoay vòng thôi. Mình thì mình nhàn. Đây giả sử như cái FRA mình đã đặt đây. U01 AIP Oracle Fast Recovery. Đây là cái ví dụ đấy nhá. Còn thực tế là mình thông thường mình sẽ đặt khác cái vùng chứa Oracle Software ra, bởi vì thông thường Oracle Software nó sẽ nằm trong U01 AIP Oracle này. Xong đó là ví dụ 10 11.2 chẳng đấy hay 12.1 vân vân. Đấy, DB1 này. Thì thông thường mình đặt tăng ngoài U02 hay là FRA bên ngoài. Ở đây là ví dụ thôi. Ở đây thì nó đặt là 8 GB.
dùng là 1,6 GB. Free của nó là 6, free của nó 6 GB. Flatpak chưa enable Flatpak. Và nó phân phối ở đây là dữ liệu này liên quan đến backup, các bản backup là 20% này. Chưa dùng là 80%. Ở đây nếu mà sử dụng phần nào nó sẽ hiển thị ra. Đây những phần này nhỏ nhỏ thì nó không hiển thị ra được. Thứ nhất là control file. Cái này cũng là cái checklist khi ban đầu thì chưa thể gửi cho mọi người rồi, checklist khi mà thiết kế cơ sở dữ liệu nó có một cái checklist là control file phải lớn hơn bằng 2. Trong database thì bây giờ hiện tại bây giờ có hai trường phái, hai loại lưu trữ là một ADM, hai là file system. ADM thì thường mình sẽ tạo các cái disk group là data và FLA. Và một cái disk group nữa là CRS, thì CRS nó lưu cái file cấu hình của cái cluster thì mình không nói rồi, nó không có dữ liệu gì cả. Còn hai dữ liệu là thường là data là vùng tốc độ cao và FLA tốc độ thấp. Data tốc độ cao thì mình lưu tất cả các data file. Rồi lưu cái online log control file và FLA là như vừa rồi thì thầy nói rồi. Bạn lưu bản backup, có thể lưu bản backup. Lưu cái ở cái log rồi lưu cái control file thứ hai, lưu log thứ hai, vân vân đấy. Thì khi mà giả sử mình tạo database mình thiết kế có một cái control file thôi, mình thiết kế nó hơi chưa chuẩn rồi. Thì mình thêm vào thì với ADM thì nó không phải thêm vào phát là có thể nhận được luôn. Đấy. Còn với file system thì mình thêm bằng cách là mình sửa trong cái file bfile ấy. Đấy, xong mình tắt database đi xong copy cái control file này sang một file kia. Theo cái cấu hình của cái bfile đấy, xong rồi mình start up là được nhá. Nó cũng có mấy bước là dễ thôi. Rồi cái group thì có 3 group. Là group 1, group 2, group 3 thì mỗi group là có 3 member, 2 member. Đấy, trên hai vùng khác nhau thì nó rất an toàn. Đấy, nguyên tắc của nó thế. Tạo cái group này. Sửa, đây là chỉ một member đúng không? Thêm một cái group nữa, thêm member vào. Thế là xong. Nếu mà giả sử database của mình đặt chế độ no cái lock là không có cái lock ấy, thì cái online lock này là ghi đè. Khi đè lên thì cái dữ liệu của mình là mình sẽ khôi phục nó rất là khó. Thì do đó là database của mình đặt cái chế độ no cái lock để mình backup tất cả những sự thay đổi, đúng không? Mình ghi hết vào cái archive lock. Đấy. Thì mình bật cái chế độ cái lock lên, sau đó mình cho nó được một cái đường dẫn để nó đẩy vào thôi. Mình xem lại cái quá trình mà cái lock được sinh ra như nào nhé. Những cái dữ liệu mà khi mình thực hiện thao tác DML is update edit thì nó sẽ nằm trong vùng redo lock buffer, đúng không? Nó sẽ cái redo entry mà. Ví dụ như là redo entry của nó, câu lệnh update của mình thì nó có một câu lệnh update tương ứng. Rồi câu lệnh delete thì redo entry là insert, đúng không? Như trước mọi người họ buổi đầu tiến trúc ấy. Đấy thì định kỳ nó một mê nó đẩy xuống redo lock và file rồi. Đúng không? Ba group, tối thiểu 3 group, mỗi group tối thiểu 2 member. Và khi redo group này nó định kỳ nó đẩy vào cái redo file. Khi mà nói đến nó có 3 group đúng không? Nó cứ quay vòng nhau liên tục thôi. Khi mà nó đã đẩy vào cái archive log mà đẩy vào nơi lưu trữ lịch sử rồi thì nó sẽ là ở trạng thái là inactive. Còn không nó ở trạng thái current. Cần cho quá trình mà sau này recovery lên. Và còn trạng thái nữa là từ cá lần chuyển thành active là cần trong quá trình khôi phục rượu. Đấy, thì là ba trạng thái thôi. Cái archive log thì nó định dạng theo cái phần trăm T, phần trăm S, phần trăm R định là default của nó. Phần trăm T là gì? Phần trăm T là cái thread number, ví dụ như là cái database mình tách thì mỗi một thread, mỗi một node là một thread. Ví dụ nó 1 là thread 1, nó 2 là thread 2. Đấy. Phần trăm S thì đó là cái sequence number, cái số nó nhảy của cái sequence đấy. Hoặc cái lock này. Phần trăm R là reset lock, là lần cái đảm bảo là cái lần reset lock của mình cuối cùng ấy. Và phần trăm D thì nó là database ID. Đấy thì ý đó là cái tham số duy nhất. Nó lưu trong cái DB recovery file nhá. FLA đấy.
Rồi để chuyển database ở trạng thái là ok lock, no cái lock thành ok lock thì mình chỉ có câu lệnh duy nhất là đầu tiên là mount database lên này, sau đó là enter database ở cái lock, sau đó open database là xong. Cái ok lock thì nó có một cái lưu ý này như này. À, giả sử khi nào mà hệ thống mà không cần cái lock, khi mà hệ thống của mình chỉ cần mỗi cấu trúc thôi, thi thoảng mình backup mỗi cấu trúc thôi, thì do đó là cái lock của nó thì không quan trọng lắm, mình bật cũng được quản được, không? Còn thông thường cái giống Enterprise thì nó sẽ đặt chế độ cái lock hết để nó đảm bảo rằng bất kỳ lúc nào nó có thể khôi phục dữ liệu về được, thì phải chỉ để đặt chế độ cái lock thì mình khôi phục được. Và còn một điều nữa là liên quan đến backup, với cái database mà no cái lock thì backup phải shutdown đi. Còn nếu không thì mình phải áp theo kiểu là dùng cái export data bank ấy, thì mình học bài sau. Mà nó dữ liệu nó không liên tham được. Nhưng mà những cái database đó thì nó chấp nhận được như thế. Còn ở cái lốc khi bật lên thì mình có chứa dùng vùng lưu trữ này. À, không có thì mình sẽ lỗi, không không bật được. Và nó sẽ đầy cái lốc nếu mà mình không để ý. Khi bật được cái lốc lên hoặc là những người mà muốn vận hành cái database thì cái đầy cái lốc là bình thường. Đầy nhiều do mình backup hoặc là do skip backup mình không chuẩn. Thường mình sẽ dùng skip backup, xong đó là mình sẽ phải xóa cái lock khi mình backup xong, hoặc là một số hệ thống mà nó cần được cái lock thì nó sẽ để cái lock 1 2 ngày, hệ thống có golden gate ấy, nó hay phải khôi phục lại cái chiêu file nó dùng cái lock thì nó phải để 1 2 ngày 3 ngày đấy. Và định kỳ là mình backup để mình xóa cái lock hiện tại đi của mình đi, không lưu mãi mãi thì nó đầy cái lock ngay, lỗi ngay. Thì những người nào mới vận hành về cái liên quan đến database thì dễ gặp trường hợp đầy data file, đầy table space, đầy ở cái lốc. Rất nhiều trường hợp đầy U01. Đầy U01, U01 là Oracle Software, nó xin lốc cũng có thể đầy. Đây là lỗi mà thường xuyên mà hay mọi người hay gặp. Còn khi mà làm quen rồi thì mọi người sẽ không không gặp lỗi đấy. Cái phần cấu hình liên quan đến database thì có một số cái cấu hình này quan trọng nhất là liên quan đến fast recovery error này. Là cái vùng chứa cái bản các cái bản backup, các cái log, các cái control file thứ hai với log thứ hai để cho phép mình đảm bảo an toàn. Và còn nó có set được cái dung lượng là fast recovery error size đấy. Và cái đường dẫn của nó. Rồi cái control file của mình thiết kế làm sao cho tối thiểu 2 control file, và cái lock cũng thế, mình cũng phải thiết kế làm sao cho nó tối thiểu 3 group, mỗi group là 2 member. Làm sao ví dụ default mình không biết hệ thống của mình to hay nhỏ, ví dụ hệ thống của mình 500 GB hay 1 TB chẳng thế, thì mình thiết kế ví dụ như là lock là bao nhiêu, cứ cho là mỗi một file là 1 GB chẳng thế, mỗi một group là hai, mỗi một group là 2 member, thế thôi. Rồi bài hôm nay chắc là thế thôi em, mọi người có hỏi gì không? Có một số cái này tài liệu mà liên quan đến phần này thì để thầy gửi cho mọi người. Liên quan đến cái phần mà quản trị cái control file nhé. File này thì thực chất là mình cũng không phải quản trị nhiều đâu. Check thông tin control file này. Tí thầy bổ sung thêm cái phần mà tạo thêm control file này nữa. Quản trị cái lốc đó.
Cái lúc là thông thường khi mình đã cài đặt thành công rồi mà thiết kế chuẩn rồi thì ít khi mình động vào, ít khi động vào. Còn khi mà giả sử mình thiết kế chưa chuẩn thì mình có thể add thêm các cái member vào theo các câu lệnh như này nhá. Enter the way add cái lock group này, giả sử như là cái group mình thiết kế nó to quá hay nhỏ quá làm tí thì mình có thể xóa cái lock group đi, mình add mới vào đấy nhá. Hoặc là member của mình chỉ có một member, mình thêm member nữa. Còn nếu mà ADM thì nó như này, ADM thì cái cú pháp nó như này. Hoặc xóa nó group này, khi mà xóa mà nó báo đang dùng thì nó sẽ không xóa. Hoặc là muốn check cái switch lock của nó như nào thì dùng enter system switch lock, thì đây các câu lệnh sẵn có thể. Tiếp theo là cái các cái cấu hình này. Đây là các cái tham số cấu hình trong database của database nó nhiều tham số. Trong đó là đây là tham số khi mọi người xem nhé, thì giả sử như có cái default sau như là mặc định. Nó nhiều tham số lắm. Giải thích qua nhanh một chút nhá. Tham số retention policy redundancy là một. Có nghĩa là nó đảm bảo rằng cái nó chỉ có một bản thôi, nếu chữ hai có nghĩa là nó đảm bảo hai bản, gần như nó nhân bản lên. Optimize backup bằng off, nó là default. Có nghĩa backup hết. Nếu mà là on lên thì nó sẽ không backup cái thằng thằng đã backup rồi. Rồi read only là nó không backup. Và cái cấu hình này là backup ra đĩa này. Console file có tự động backup không? Không không, không tự động backup. Định đây là cái format của cái console file. Panel của mình để đang để mặc định là một. Panel để làm gì? Giả sử như là mình backup mà mất tầm 10 tiếng với panel 1. Nhưng khi mình để panel 10 thì mình chỉ backup mất 1 tiếng thôi. Do đó tham số này thì mọi người có thể đặt tham số là panel bằng 8 nhé. Bằng cách là config divide time this panel 8. Cái này là cấu hình cái data file backup một bản. Rồi cấu hình archive log cũng backup tới đĩa một bản. Maximum file unlimited, thuật toán của mình, thuật toán encrypt thì không sử dụng, thuật toán không dụng, thuật toán mà compress của mình ý, thì đang để basic, mình có thể non non basic khác nhau nào. Nếu mà compress thông thường mình sẽ compress giả sử như là cái data file của mình, database của mình là 8T, 8T thì bây giờ mình backup thường thường bản backup của nó sẽ rơi vào tầm 1T đó, nó sẽ compress cho mình rất là khá tốt để basic thôi. Còn nó mà có mức độ 2 nữa thì nó bản backup nó rơi vào tầm khoảng 800 MB, nhưng mà nhiều khi là mình thời gian backup lâu lắm. Còn nếu để non thì nhiều khi nó gần 8T, nó sẽ bản backup của mình ngang ngang với cái data file của mình. Cái này backup thì thông thường nó sẽ không backup các block trống nhá, nó cấp phát block trống không backup, trừ trường hợp mình backup e-copy thì nó là 11. Retention của cái cấu hình Outlook delete policy không có policy gì cả, snapshot file không có. Thì cái này có thể mọi người setup thêm một tham số này nữa là cái retention policy là 7 ngày. Cái này để đảm bảo rằng mình có thể khôi phục dữ liệu trong vòng 7 ngày. Đấy. Cái này của 7 ngày thì nó sẽ giữ lại tất cả những cái bản backup mà cần thiết nhé. Bản backup nhiều khi là cũ hơn 7 ngày là vẫn vẫn giữ lại, đảm bảo sao là mình có thể là khôi phục dữ liệu của mình trong vòng 7 ngày nhé. Cần phải khôi phục mình sẽ học sau. Tất cả những cái khác là mình xóa obsolete, tức là cái bản backup cần thiết ấy, hoặc là backup optimize này, control file thứ này thì vừa thích rồi. Đây vừa link này, ai về đọc thêm nhé, giải thích hết rồi. Này còn gì không? Này giống giống thế à? Rồi, cần cấu hình thì thôi.
Thầy cho em hỏi đúng thầy Hỏi em. thì data file là nó chứa các table số 7 bên trong đúng không Data thầy? file á. Data file nó thuộc về một table space. Đúng không? Khi mình tạo table space thì mình có gắn là cái data file đấy. Đây này. Có quản trị table space nhé. Đây tạo lúc tạo table space này thì mình có gắn cái data file ấy. Thì cái data file này nó chỉ thuộc về một table space thôi. Một cái table space thì có thể chứa rất nhiều cái data file. Khi nào bài tập table space đấy. Để chưa thầy ơi, cái đó em chưa có làm, chưa có rõ chỗ này. Làm đi, làm hôm trước có mấy cái bài tập con table space làm đi, nó hiểu. Cứ cho chạy lệnh đi là hiểu mà, Để em thử đây. Cảm ơn thầy. làm thì nó hiểu được, làm thì vỡ ra, nhưng mà nhiều khi đọc cái thứ này nó như không hiểu, nó khó hiểu hơn đấy. Tôi có những cái lý thuyết như này là có những cái lý thuyết mình chưa hiểu mấy, mình cứ làm cho mình sẽ vỡ lý thuyết. À có những cái là mình không hiểu đâu, mình bởi vì mình đã làm đâu, trong cái suy nghĩ, trong cái thế giới quan của mình không hiểu được thì mình làm, sau đó mình sẽ vỡ ra. Chứ mình cứ ngồi mình ngồi ngẫm thì sợ không hiểu được. Đấy do đó có những cái cách học như thế, có những cái mình đôi lúc có những cái mà mình thấy mình phải nhắm mắt mình làm ấy. Tất nhiên là không phải cái gì mình nhắm mắt mình làm, mà có những cái nó rủi ro, tất nhiên là những cái liên quan rủi ro tính mạng của mình thì không nói gì rồi, thì không gần như không, bây giờ mình cân nhắc rất kỹ rồi. Còn những cái mà nó lát điếc như này thế thì nó chả chết ai cả, thì cứ thế làm thôi. Còn hệ thống thật chứ thì phải rà soát kỹ, càng hệ thống to và càng nó kỹ. Rà soát kỹ ở đây có nghĩa là gì? Mình làm, mình gần như mình phải tưởng tượng từng bước một mình làm như nào, tác động trên hệ thống đấy, step by step, từng bước một, ai làm, ai phối hợp, thời gian thực hiện bao nhiêu, thời gian mình nghĩ là nó sẽ chạy được bao nhiêu, cái này nghĩ chạy bao nhiêu thì dựa trên kinh nghiệm của mình hoặc cần dựa trên kinh nghiệm người khác nhá, thì sẽ ra được. Rồi quan trọng nhất trong quá trình làm hệ thống production ý, đó là cái phần mà mình khôi phục từ roll back. Khi mình giả sử mình làm lỗi, mình roll back như nào, từng bước một mình roll back, thì khi đó mình làm nó sẽ tự tin. Bởi vì thông thường mình làm cả ngày rồi, đi làm nhiều khi 5 6 giờ, 6 7 giờ về mình mệt rồi, mà đêm nó xử sự cố mình không ứng cứu kịp. Nên là ví dụ như mình làm hệ thống, có cập nhật hệ thống, nâng cấp mà hệ thống thì mình làm càng chi tiết càng tốt. Tất nhiên là cái bản chi tiết đấy mình có thể không còn trình sếp, sếp thì nhiều khi chi tiết như chắc sếp đã ký đâu đấy, nhưng mà mình phải cũng phải viết ra chi tiết như thế để mình lúc mình làm mình đỡ luống cuống ấy. Bởi vì tác động trên hệ thống thật nó không không phải là lúc mình lỗi bình thường không sao, lúc lỗi luống cuống không 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 xử lý đâu. Đấy là kinh nghiệm khi làm những hệ thống mà production, hệ thống core, mọi người chú ý đấy. Tức là các cái bước mà mình làm, dụ như là 2-3 giờ mình làm, 2-3 giờ 5 mình làm ở đâu, 23 giờ 30 mình làm ở bước nào, khi mình lỗi mình xử lý như nào, nếu rủi ro quá không làm dừng lại, tìm hiểu lại cái phương án. Chứ nhắm nhắm mắt nhắm cổ làm là lúc mà không cứu được. Nha. Rồi mình học tiếp bài nữa chứ.